Bình. Không phải chạy nhanh chứ không phải ơi. Xin chào mọi người nhá. Đây là công an ở phường Quang Trung nhá. Công an phường Quang Trung và hôm nay đang có cái vụ bắt giữ dỡ lều bạt của người dân Loan tại là số 1 Ngô Thị Nhậm, và bây giờ là đã bắt giữ một người. Bắt giữ bao nhiêu người nhỉ? Người nhà của người bị bắt giữ đâu ạ? Một người đâu? À đây là cô bị đánh à? Cô bị đánh. Cô như vậy là họ lôi cô, họ xin tối dài trong cái đầu học đá học đấm. Đánh đập luôn à, túm tóc tạt tay à, tạt vã luôn mà phải vào đây. Có toàn bộ các công an mặc quân phục, còn là có hai người là không mặc quân phục lao vào đánh và hợp tác với công an phường bóp cổ chú Ngọc, giận chân chú Ngọc, giận chân chú Ngọc, xong rồi lôi anh xe. Đầu tiên là bác con là mọi người chia sẻ đi nhá. Bác con là bác Quý bảo là không phải, xong mà bác con gái nhà em nuôi xe bố nó ra, bố nó cứu nó thì họ lại bắt ông Ngọc luôn, họ ấn vào xe. Chú Ngọc là gì với cô? Cũng là dân Loan à? Vâng. À cô là vợ của chú Ngọc à? Vâng. Đấy, cô là vợ của chú Ngọc nha. Đây này, dân Loan này các bạn này. Họ đã về rồi, họ đã về mất một nửa rồi. Còn bây giờ là còn một ít người ở đây nhá. Còn một ít người ở đây và con gái của chú Ngọc đâu? Đây đông hết. Bây giờ vào trong kia làm việc. Bây giờ vào trong kia làm việc yêu cầu cả người. Họ bảo là ra đi rồi là một tí nữa là chú Ngọc ra. Đây nha các bạn nha, công an phường Quang Trung nha. Công an phường Quang Trung mà bắt từ lúc nào ạ? Giữ từ lúc nào ạ? Người im đi để rồi một tí nữa là chú sẽ ra. Giữ từ lúc nào ạ? Vừa giờ, vừa xong. Giữ chú Ngọc từ lúc nào? 10 giờ, 9 giờ. 9 giờ, bây giờ 5 giờ rồi nha, hàng mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn giữ. Đây nha các bạn nha. Các bạn nhìn này, những cái đứa bé, những cái đứa bé rất là nhỏ như thế này đây, và người dân Loan đây thậm chí là nhếch nhác như thế này đây, bé tí như thế này mà thấy chưa, các bạn nhìn thấy chưa, quá khổ dân đây này quá khổ, mà đến cuối cùng bây giờ là màn trời chiếu đất rồi. Tuy nhiên anh là ai đấy ạ? Công an đến đây hỏi anh là ai đến chỗ em tưởng anh dân Loan. Tuy nhiên là đến là họ không chịu giải quyết cho những người dân Loan này bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi, đến lúc họ phải là không có nhà, không có cửa, không có kế mưu sinh, màn trời chiếu đất. Các bạn chia sẻ đi, màn trời chiếu đất, và đến bây giờ thì là dỡ lều bạt của họ. Muốn hết dân Loan là bây giờ chỉ cần có là thông báo là dỡ hết lều bạt, là thông báo với các cái cơ quan cấp trên là đã giải quyết hết dân Loan, và dân Loan đã được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của mình rồi. Đấy các bạn thấy chưa, các bạn nhìn thấy chưa, các bạn đã thấy là cái đất nước Việt Nam cháu chắc của ông Ngọc ấy. Đây là nghe tin quá khổ, bắt cái là gọi là chia nhau hơn 100 cây số chạy ra, chạy suốt từ lúc sáng giờ đấy. Chưa từng có một cái đất nước nào mà chia nhà mà dân khổ đói khổ mà còn nhách nhác bô nhách như này, và chia nhau từng miếng bánh mì một. Các bạn nhìn đi, quá khổ và quá nhục nhã. Vì sao cái đất nước chúng tôi, đừng gọi nữa, vì sao cái đất nước chúng tôi bao nhiêu năm giải phóng rồi mà bây giờ vẫn là như thế này đây. Em nhà báo tự do, thế có được quay không? Quay thì được mà, nhưng mà hỏi ở đâu đến? Ăn bánh mì là lạ. Mọi người đây thì được quen hết rồi, mới chị là lạ. Vâng, em thấy là bị bắt mớ nên là em lên đây em xem tình hình nào. Đây chị là gì? Đây này. Em vào em làm việc đi. Em và cô vào làm việc đi, hỏi là vì sao bắt đi cùng với chị. Đi vào làm việc. Hỏi vì sao mà lại bắt người đi. Em vừa rồi em hỏi cái anh thảo kia là anh bảo là tại em nên bố em bị bắt. Không có lý do gì tại em làm gì mà phải tại em. Đi vào đây. Người nhà của họ bị bắt tại sao chú lại không cho vào? Đây có phải là nhà tù đâu mà chú lại không cho vào. Đây là trụ sở công an phường không phải nhà chú. Người ta bị bắt là người ta phải được vào để hỏi liên hệ và vì sao là họ bị bắt. Chú cho họ vào đi ạ. Sao chú lại vô lý thế nhở?
đây là chồng, là cha người ta. Và khi mà bị bắt mang về phường đây thì họ phải được quyền biết là bị bắt vì lý do gì. Xong là lại còn yêu cầu nhận tội mới thả. Nhận tội gì? Bây giờ là cái tội mất của. Mất của mới tội mất đất, mất nhà, mất tài sản. Bây giờ là hẹn nhận tội là tôi là dân chúng tôi là đất nhà. Đất nhà. Sao nó phải đại bảo đi chống tham nhũng? Tại sao không cho không đi chống tham nhũng? Mẹ mới bắt dạy cho chúng tôi. Tụi tôi tham nhũng thì đâu có mất. Cái ông tính nó không phản trọng mà nó tham nhũng. Nó cướp đất cướp nhà chúng tôi đây. Các bạn nhìn những cái đứa trẻ này đi. Có thấy là nó có đáng được như vậy, nó có đáng bị như vậy không? Nứt mắt ra đã trở thành dân oan. Cả cái giải đất hình chữ S này bao nhiêu người, con người phải làm dân oan rồi. Trong khi đó là trụ sở công an phường không phải là phường của, không phải là nhà của các ông. Người ta đến người ta liên hệ làm việc chứ không phải là vào quấy phá, nên là yêu cầu các ông mở cửa ra để cho là vợ, chồng, con, cháu người ta vào để liên hệ. Hỏi là vì sao gia đình nhà người ta mà bắt bố, bắt cha, bắt chồng, bắt ông của những cái đứa trẻ này vào. Em đi vào đi em. Bác ơi, cháu vào. Vâng, đấy chú vào đi, chú hỏi cho cháu đi. Xem là nó có được, đấy là người, chồng cha con nhà người ta chứ không phải là người dưng nước lá. Bây giờ 5 giờ rồi, tại sao không thả gia đình lắm? Chồng đã đẹp con, cha đây là quá khổ như thế này. Đây ai là người sinh ra mà không muốn mưu cầu hạnh phúc hả? Không muốn được học hành, không muốn được nhà yên cửa đẹp, thế mà cuối cùng là như thế này. Ai phải chịu trách nhiệm cho những người dân oan ở đây? Chúng tôi ai cũng muốn được có một mảnh đất, được mưu sinh, được làm. Họ bảo trả lời như nào ạ? Ai trả lời với chú là không vào được hả chú? Tôi chỉ biết là người ta trả lời không vào được. Người ta là ai ạ? Thế là định giam giữ người ta đến bao nhiêu lâu ạ? À, không, có cán bộ trong kia là hẹn là đúng 5 giờ thả. Đấy. Ra hứa danh dự. Hứa danh dự 5 giờ, đúng 5 giờ thả. Ôi kìa, đổ hết đây. Sữa rồi. Đây, những cái đứa trẻ này, những cái em bé này nó nhỏ xíu như này. Ai không có con hả? Bây giờ các bạn nhìn đi. Ai không có con mà để cho những cái đứa trẻ nó khổ sở như thế này và nó phải làm dân oan. Nó phải làm dân oan theo bố theo mẹ đi như vậy mà đến bây giờ người ta đứng đấy để người ta đến đấy người ta đòi quyền và lợi ích hợp pháp của người ta một cách rất là hòa bình. Người ta bạn đến nỗi là không? Mà bắt và đuổi cùng giết tận người ta, bắt người ta và bỏ và tạm giữ ở trong cái công an phường Quang Trung như này đây. Quá là khốn nạn và tôi không ngờ rằng là cái một ở trên một cái những cái việc này nó có thể xảy ra trên cái đất nước mà cứ gọi là xã hội chủ nghĩa, công bằng, dân chủ và văn minh, của dân, do dân và vì dân đây. Thật là kinh khủng. Các bạn ạ, nhìn những ông già bà cả này có đáng tuổi bố tuổi mẹ chúng ta không? Có đáng tuổi bố tuổi mẹ không? Thế mà bây giờ vẫn đang lang thang như thế này đây. Các ông các bà này đã đến tuổi để hưởng dân oan. Cô ơi, BOT đường 18 đây. Đường 18. Tại sao mà thu hồi đất chúng tôi làm đường 18 mà lại không phương án đền bù, không quyết định thu hồi đất mà lại đi ăn cướp đất của gia đình liệt sĩ, gia đình dân đen chúng tôi để làm đường? BOT 18 là đã bắt một người đi tù vì là phản đối cái trạm BOT đấy không miễn giảm cho người dân. Cô Huệ Như và anh Hà Văn Nam mà không, cái này bé quá. Bây giờ ai là người quay là gì là đấy. Ai là người tốt là phản động. Ai là người giúp dân là phản động. Ai là người đứng về lẽ phải là phản động. Thế thôi. Kinh khủng. Kinh khủng các bạn ạ. Thu hồi đất của người ta làm đường mê cướp một cách trắng trợn và dã man em ạ. Không đền bù, không bồi. Bọn chị đây 11, 13 hộ dân liền kề nhau. Ở trước năm 1980 bọn chị còn giữ lại được tất cả các giấy tờ. Nguồn gốc của bà ấy giờ không chịu đền bù. Cứ lay bảo là giải quyết mai, bảo giải quyết gì để lừa thôi. Không ra mạo hồ sơ, làm sai lệch sổ đỏ và ra những văn bản trái pháp luật để đẩy đi đẩy lại để lừa đến để cướp cướp bằng con dấu. Đường đã làm xong và tiền đã lấy hết chia nhau rồi, không chịu nhả ra xả dân, và bây giờ không chịu nhả ra thì cứ để lừa hết ngày này qua ngày nọ thôi, không chịu giải quyết. Những cái đứa trẻ này, những người phụ nữ, những người đàn ông lớn tuổi
họ đã sống cả một cuộc đời và cũng chẳng biết là còn bao nhiêu năm nữa, nhưng họ đang sống lay lắt đây, đầu đường xó chợ đây để đòi quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Những cái giọt mồ hôi, giọt nước mắt họ đã rơi ra để tạo ra của cải, để mưu để kiếm cho mình một mảnh đất để mưu sinh trong những cái thời buổi loạn lạc như thế này các bạn ạ. Nhưng mà cuối cùng là họ đã bị cướp trắng, cướp hết, bị cướp của chính quyền địa phương đã dùng con dấu để cướp một cách có hợp pháp những cái tài sản của họ, lầm lũi cả đời mới làm nên giống như tôi đây này. Tôi cũng vậy, cũng 500m² mặt đường cũng bị cướp trắng trợn, cướp không đền bù, cướp ngoài quy hoạch. Và tôi có gì khác gì so với những người dân Loan này? Cái đồng chí kia, công an kia hỏi là tôi là ai. Tôi nói cho mọi người biết là tôi cũng là một người công dân Việt Nam, và tôi là một công dân bất hạnh khi là phải đứng vào trong hàng ngũ những người dân Loan, buộc phải đứng vào trong hàng ngũ những người dân Loan đây. Và khi mà tôi thấy họ khổ thì tôi cũng phải chung tay với họ để thể hiện cái tình đoàn kết, thể hiện tình đoàn kết với nhau để chống lại áp bức cường quyền. Chúng tôi có ai đâu, chúng tôi không có gì, không có ai hỗ trợ, không có ai bên cạnh, chỉ bằng cái mồm và chỉ bằng cái những cái sự thẳng thắn của mình, những cái tinh thần đứng lên để chống lại áp bức bất công, giành lại quyền cho con, cho cháu, cho gia đình mình. Có thế thôi, ai mà chả là như vậy, không ai không làm như vậy, trừ những con súc vật. Mà súc vật nó còn không giết đồng loại, còn biết yêu thương gia đình thì con người cũng vậy thôi. Chúng ta không thể nhìn để cho chúng nó cướp đi miếng cơm manh áo của con cháu chúng ta được, đấy là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng mà những cái người dân Loan này, người ta được bị đuổi cùng giết tận đến bước đường cùng, người ta đến phải đến vỉa hè nằm lay lắt ở vỉa hè Ngô Thị Nhậm để sống, mà không mà sống lầm than, sống mòn, không biết đường đi lối về, và không biết là phải những năm tháng nào sẽ cái cuộc đời tủi nhục của họ mới kết thúc và họ có được tương lai tươi sáng hơn. Nhưng mà chúng nó cũng không tha các bạn ạ, chúng nó cũng không tha, nó đuổi cùng giết tận, nó đuổi hết, nó đuổi không được thì nó không báo cáo được là đã giải quyết hết dân Loan thì nó ra nó giải tán lều bạt của những cái người dân Loan đấy, và nó sẽ báo cáo lên trên là hết dân Loan rồi, ở đấy không còn dân Loan tụ tập nữa nhá, không còn dân Loan tụ tập nữa. Và khi mà người ta phản ứng lại cái việc dỡ lều bạt của người ta thì nó bắt bỏ tù, nó bắt nó mang về công an phường và định giam, định giết cả hai, định tẩu tán xác hay là định giết người phi tang, không biết được. Ở trong cái trụ sở kia mang tiếng là công an phường, công an nhân dân phải là nơi mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, đây đã trở thành một cái nhà tù các bạn ạ. Người công an cú vào nuôi tôi và đánh tôi. Thế vào tôi cứu cháu tôi, con tôi, cứu vợ chồng vâng, tôi. Vâng, đây là em có chụp ảnh đàng hoàng, có hai người không mặc quân phục vào hợp tác với lại công an mặc quân phục đánh. Nếu mà chính hai người không mặc quân phục đánh, nhưng mà cuối cùng hai mấy cú công an đứng yên để cho họ đánh. Cũng là dân nó, cũng là chúng nó thôi, cũng là anh của chúng nó thôi. Công an ở đây bảo nó đi làm việc, tại vì nó đi làm việc lại không mặc đồ quân phục. Vậy làm sao là các anh có đủ thực quyền để vào bắt người hay không? Đấy. Luật pháp đưa ra làm sao khi đi làm việc phải có đồ nguyên trang đồ quân phục. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Quá khổ. Tôi chẳng hiểu rằng chúng ta đã hy sinh bao nhiêu năm, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng trời, bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta đã đổ máu, đã ngã xuống để đất nước bây giờ như này à? Đất nước rơi vào tay quan tham như này à? Cô không ăn đâu con ăn đi cho khỏi đó. Quá khổ, quá nhục các bạn ạ. Hôm nay tôi đã đi khắp nơi, lên tòa, lên công an, lên đủ mọi nơi, trại tạm giam các kiểu, rồi cuối cùng cái kết thúc cái hành trình của một ngày của tôi, vất vả của tôi lại phải đến ở đây để kêu giúp cho họ, những con người thấp cổ bé họng. Mọi người chia sẻ đi, từ khi nào công an phường trở thành một cái nhà tù, trở thành một cái nhà tù nơi mà người dân mà
mà những cái người dân người ta không muốn đến. Đáng nhẽ trụ sở công an thì phải là nơi bảo vệ dân trước cướp bóc, bảo vệ dân trước những cái sự xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của dân. Thế nhưng mà ở đây công an tại cái xã hội này đang làm cái gì? Đang làm cái gì vậy để cho người dân người ta ghét? Người ta coi cái trụ sở công an phường này như là một cái hang quỷ. Đây những cái bà những cái cô, những cái chú ở đây nửa đời người rồi. Hơn nửa đời người rồi. Quá khổ. Cái ông này là từ sáng mà đi là khi mà giải tỏa cái lều, bởi vì là người ta bị mất nhà mất đất, là người ta từ ở quê người ta mất nhà mất đất, người ta đã lên đây đi khiếu nại, người ra đây nhà cửa không có, đi khiếu nại tố cáo kéo dài, là nghèo đói làm gì có tiền thuê ra chỗ ăn, thậm chí là phải đi xin, thì người ta căng cái lều bạt ra vỉa hè. Thế mà thì phá rỡ, người ta có chống đối gì đâu. Người ta lặng lẽ để cho chính quyền phá rỡ rồi người ta không được phá rỡ. Cái ông này tôi chứng kiến là ông ấy bắt với phó phố phủ công an, với lấy con dao, với chặt ra cái dây ra, ông trẻ từ sáng mà đi. Thế đến khi mà về là phá rỡ hết nèo thì là cái gia đình nhà này là 3-4-5 người. Cổ bé học nghiệt bô cái kia đang phi như là mầm như chó điên ngoài đường đây, trách nhiệm của công an ở đâu đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Hãy nhìn cái cảnh đời của những cái phận đời nó dưới đáy của xã hội tại Việt Nam tại thời điểm bây giờ và thấy rằng xã hội chúng ta có thực sự là của dân, do dân và vì dân không? Có thực sự bình yên như các ông vẫn nói hay không? Đấy là chồng, là cha, là ông của họ đã chịu tù đầy 11 năm trời, bây giờ đi khiếu nại về cái để khiếu nại tố cáo về cái hành vi bắt giữ người và giam giữ 11 năm rồi. Nhưng mà lại đuổi cùng giết tận bằng cách là không cho ở vỉa hè, và từ việc không cho ở vỉa hè thì nói không nghe và tống vào công an phường giam lại và yêu cầu là phải ký giờ tới nhận tội thì mới tha. Có cái chỗ nào nó như vậy không? Có cái chỗ nào, có cái đất nước nào nó vô pháp vô thiên mà pháp luật như một cái đống cất như vậy không? Trong chúng ta, mỗi người chúng ta, các bạn hãy tự hình dung đi, có ai muốn chúng ta phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, mưu sinh lay lắt chẳng khác gì ăn mày thế này không? Tôi sẽ ở đây đến lúc mà công an phường Quang Trung, quận Hà Đông này phải thả cái người đấy ra, và nếu mà không thả cái người dân Loan đấy ra, phải cho người dân chúng tôi biết bắt vì lý do gì và quyết định tạm giữ đâu, chứ không có phải thích là bắt. Đây không phải là thời công an trị. Tôi rất là buồn mỗi khi phải chứng kiến những cái cảnh như này. Không biết các bạn có thể lướt qua không, nhưng đối với tôi không thể làm thế. Mọi người cứ khuyên tôi là thế này thế kia giữ mình, nhưng các bạn phải hiểu rằng nếu chúng ta giữ mình thì những người đồng bào của chúng ta đây sẽ phải làm thế nào, và con cháu chúng ta nữa. Đời đừng bao giờ sống kiểu đời cua máy, đời cái đào. Chúng ta đang làm, các bạn phải xác định rằng đã làm cho con, cho cháu, cho đời sau, cho tương lai của chúng ta nữa. Quá khổ, nó đóng cửa rồi, nó đóng cửa kính rồi. Em ơi, nó đóng cửa kính rồi, em gào nó không nghe thấy đâu. Đây những người bảo vệ này đây, họ không cho vào, họ sẵn sàng không cho vào. Họ biến cái trụ sở công an phường này thành cái nhà giam của họ.
biết nhiều, càng phải chứng kiến nhiều, càng thấy không thể chịu nổi. Ai đã gây ra những cảnh họa lầm than thế này cho đất nước, cho quốc dân, cho đồng bào? Dân oan khắp mọi miền. Đất nước không có đường đi cho quốc dân, đồng bào, những người chống tham nhũng, bắt bỏ tù. Còn gì chúng ta có thể nói với nhau nữa không? Mọi người chia sẻ đi. Mọi người chia sẻ đi. Tôi gào thét thì cũng từ sáng đến giờ rồi. Tôi đi đòi, đòi đủ mọi thứ. Đòi những thứ đáng nghĩa ra không phải đòi. Đây chả họ chia nhau từng miếng bánh mì. Từng miếng bánh mì. Gọi là đây đây có phải giống cái thời ngày xưa thương nhau chia củ sắn lùi bát cơm xẻ nửa chăm xuôi đắp cùng không hả? Thế nào rồi anh ơi, đã thả họ chưa? Một người người gọi cho tao rồi đấy. Đây, anh nghe chị Thắm rồi đấy. Anh ơi đã thả chưa anh? Em nói chuyện với cô một tí. Đây này. Đi lên tôi sẽ ở đây đến khi nào mà họ thả cái người dân oan, người tù oan 11 năm bây giờ họ đi khiếu kiện, họ trở thành dân oan ra. Còn nếu không tôi sẽ không về, tôi sẽ không về nha. Tôi không thể bỏ đồng bào tôi. Bây giờ này cũng không có thả từ sáng đến giờ.
khổ này các bạn này. Cái đứa trẻ nhếch nhác như này. Lúc mà nắm chị Bình lên xe, lúc mà nắm chị Bình lên xe ấy, thì là con với bạn lúc mà chưa nắm chị Bình còn nằm ở dưới lề đường ấy, là ba bốn người chèn lên hết rồi mà chị Bình không lôi được, thì con mới chèn vào giữa để con gạt nó mới thành công an ra. Thế là bắt đầu là nó xô con hãm một lần nữa, thế là có một người dạy được thì con mới đánh vòng sang chỗ của bác Ngọc. Thì lúc đấy nó thôi chị Bình, nó cứu cô chị Bình lên được rồi, thì bác Ngọc nói kiểu bác Ngọc lúc đấy đang cầm cây ra chị bộ cửa để nó chuẩn bị nấu cơm thì mình không nghĩ đến lúc thế. Thế là nó túm cổ bác Ngọc nó lôi lên luôn. Thì hai tay thằng công an kia kìa, nó cứ bác Ngọc buông dao xuống rồi, nhưng mà nó hai tay tăng đấy, nó cứ ôm tay ông Ngọc và để bắt ông Ngọc vào buông dao, nhưng mà ông Ngọc thả ra. Thế nó túm cổ nó lôi lên Ngọc luôn. Thì ông Ngọc lên xe được rồi, nó mới quay sang nó hỏi con với chị Bình với lại mẹ con đấy, bây giờ chúng mày thích gì nữa, là cái thằng mặc áo đỏ đấy, là bây giờ chúng mày thích gì nữa. Thế con mới quay sang con mới bảo là chúng ta sẽ bị bắt nữa, mày bắt được thì mày bắt hết đi, mày đừng bắt một người, mày khống chế. Thế là bắt đầu tụi nó tản ra đi về. Thế là lúc đấy không ai làm gì nữa. Trời ơi, quá khổ cho cháu đi nhờ nha. Đây. Đấy, con bé bố nó gọi về lên để đưa nó về, bố nó gọi về. Một cái bức tranh không thể chân thực hơn nha, không thể chân thực hơn về những cái đứa trẻ này. Đây, phố xá đang tấp nập, và những người này đấy là những đứa trẻ đấy các bạn ạ, là mầm non tương lai của đất nước, nó đang phải sống lay lắt và sống khổ sở như thế này. Đây này, khủng khiếp và quá là nhẫn tâm, quá là tàn độc và quá là tôi không biết phải dùng cái câu gì để mô tả về những cái xã hội Việt Nam này cả. Tôi thực sự thất vọng, mấy chục năm trong đời tôi chưa bao giờ tôi hình dung rằng khi mà tôi ba mươi mấy tuổi là tôi lại phải chứng kiến những cái cảnh nó kinh khủng và dã man như thế này, nó quá dã man, tôi không biết phải hình dung như thế nào để nói với các bạn nữa. Quá là khủng khiếp, quá là khủng khiếp, khủng khiếp. Đây, các bạn hãy nhìn đi. Bảo lắm cho cả anh.
Con sao vậy? Sao em khóc? Mẹ con á? Mẹ đâu? Mẹ con mẹ đâu? Mẹ đi về, mẹ gọi cho ông rồi chờ tí. Trời ơi, quá khổ. Cho nó giết, đuổi cùng giết tận nữa. Trông con bé kia kìa. Trời ơi, thật là kinh khủng các bạn ạ. Mẹ con đâu? Mẹ đâu? À, bà trông nó đi. Bà trông nó đi. Mẹ về gọi ngồi lên nữa rồi. Cẩn thận nhá. Cô về cho sớm đi. À, các bạn nhìn thấy đấy, những cái mảnh đời mà nó không biết phải nói thế nào. Để xảy ra cái tình trạng mà dân loan phải lê lết ở số 1 Ngô Thị Nhậm ấy, đấy là trách nhiệm của chính quyền. Họ đòi quyền và lợi ích hợp pháp của họ thì phải giải quyết cho họ, chứ không thể là đùn đẩy. Không thể là cử một đống công an ra đấy rồi là dẹp lều, dẹp lán của họ, rồi bắt bớ, bỏ tù, xong rồi dọa nạt họ để họ không đi kiện được. Quyền của họ được quy định trong hiến pháp là họ có quyền khiếu nại, tố cáo. Và họ chỉ đi đòi những cái gì mà mồ hôi nước mắt họ đã đổ ra. Chúng ta cũng vậy thôi, ai cướp của chúng ta thì các bạn có đòi không? Hay các bạn để cho chúng nó cướp, nó vào nhà nó cướp miếng cơm manh áo các bạn, của con các bạn có chịu được không? Một năm đã quá đã đủ, chứ đừng nói là 5 năm, 10 năm, thậm chí là mười mấy năm đối với những cái người dân oan như thế này. Mà chúng ta im lặng, chúng ta chỉ biết lo cho bản thân chúng ta. Thì thế nào được gọi là sống trong một cộng đồng, sống trong một xã hội? Mọi người
cứ lo cho tôi thế nọ, lo cho tôi thế kia, nhưng mà tôi không thể bỏ đồng bào tôi được. Van sai mình thấy chướng tai gai mắt là mình phải nói. Nếu mà mình mà không nói thì mình đã không phải là mình. Các bạn cứ chia sẻ đi. Tôi cũng không biết là cái bác Ngọc đấy bác ấy sẽ như thế nào nữa. Tôi chỉ biết rằng trước đây là bác Ngọc đã nhiều lần lên sóng của CHTV, là một cái đài để mà chuyên kêu cho dân oan đấy. Và tôi nghe thấy những cái thông tin về cái cuộc đời của bác rất là bi đát. 11 năm tù, bắt không không có giấy bắt giữ, đánh đập, thậm chí là đánh một cách tàn nhẫn ở trong tù và buộc bác ấy phải nhận tội. Và khi bác ấy ra tù, bác nói một câu là nếu tôi không nhận tội thì tôi không thể được về và để nhìn thấy gia đình tôi. Nên là đã phải đắng cay nhận tội. Nhận tội xong rồi 11 năm nó thả ra cũng không có quyết định thả, nó cũng không có văn bản thả ra. Và bác là cướp đất cướp nhà, khi mà bác ấy đi tù là nó đã cướp đất cướp nhà của bác ấy. Thì khi mà đi ra tù, bác ấy đã khiếu đi cùng vợ, cùng con, cùng cháu, không nhà, không cửa, mà đã phải lang thang ở số 1 Ngô Thị Nhậm để khiếu nại tố cáo về cái việc bắt giữ và đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của bác ấy. Nhưng mà đấy, các bạn nhìn thấy đấy, nó đuổi cùng diệt tận. Có khác gì chị Huệ thì mình đâu. Chị Huệ, nhà mình cũng động vào miếng cơm manh áo của chúng nó và chúng nó cũng đuổi cùng diệt tận. Thì nó giết được bao nhiêu người, trong số 90 triệu người dân Việt Nam này nó giết được bao nhiêu người? Và có giết hết được những cái người dân mà họ tận mắt chứng kiến những cái cảnh khủng khiếp như vậy không? Ở trong cái tâm trí họ đọng lại những gì họ còn tin và chính quyền nữa không? Một nhà, một người lãnh đạo tốt là phải là người lãnh đạo mà biết lo cho dân, biết sửa sai, biết cúi đầu trước dân, biết là quan tâm đến đời sống của người dân, chứ không phải là đuổi cùng giết tận. Thế nha các bạn nhá, tôi mệt quá rồi không biết nói gì, cũng không thể thốt lên được lời nào cả. Tạm thời tôi tắt cái livestream ở đây. Mọi người nếu như tiếp tục vô cảm như vậy, đất nước của chúng ta sẽ không biết đi đâu về đâu với cường quyền, với áp bức. Nó thích bắt thì bắt, thích thả thì thả. Hôm nay nó thích đánh chết người này thì đánh chết, mai đánh chết người kia nha. Nó cướp nhà, cướp của, hãm hiếp, rồi là dâm ô, nó cũng chẳng đứa nào dám xử. Đấy, một cái xã hội hổ lốn ở và man dợ, mà man di mọi dợ như vậy, các bạn còn có thích sống không? Xin chào. Theo lời của chính quyền sở tại tới thì yêu cầu bà con tháo bạt xuống. Nếu có trời mưa, trời nắng thì căng lên. Chính quyền địa phương tới cũng nói là tháo bạt xuống, trời mưa, trời nắng thì bà con hãy căng lên. Bà con nhân quan đang tháo bạt xuống, khi nào mưa căng lên. Kỳ họp quốc hội này rất quan trọng đối với dân quan. Tại vì ở trung ương không có biện pháp nào để giải quyết triệt để. Một là dân quan sai xử lý, hai là chính quyền thì sai, địa phương sai, quan tham cấp đất thì xử lý. Trung ương bất lực nên mới có tình trạng này. Bây giờ là kỳ họp quốc hội này là rất là nơi dân quan của chúng tôi đang ở là rất là nhạy cảm. Chính quyền địa phương tới yêu cầu chúng tôi hạ bạt xuống. Rồi khi mà trời nắng trời mưa căng lên, thế là chính quyền địa phương nói rõ là kỳ họp này quốc hội là nhạy cảm, nhạy cảm. Dân quan chúng tôi phải còn một tháng nữa để hạ bạc và cuốn bạc để chào mừng quốc hội họp. Các ông 500 vị đại biểu hãy có biện pháp nào, có ý kiến nào để giải quyết triệt để về khiếu nại tố cáo của công dân. Không để tồn động lâu dài. Dân sai xử lý, chính quyền địa phương sai xử lý mới là nghiêm minh. Chứ không thể mà kéo dài giải quyết để người dân chúng tôi nằm dứt chờ vỉa hè này. Mà khi vào kỳ họp quốc hội chỉ đạo cho chính quyền sở tại đến nói rằng thời gian quốc hội họp nhạy cảm yêu cầu chúng tôi tháo bạc, điều đó rất vô lý, làm cho người dân chúng tôi gây bức xúc. Tôi xin kết thúc cuộc này. Chào cả nhà nhá.
Tao lên tòa. Chào cả nhà nhá. Hôm nay mình đang có mặt ở Tòa án Nhân dân huyện Sóc Sơn, là nơi mà mình cách đây 4 tháng mình đã gửi đơn khiếu nại, đơn kiện chủ tịch, đơn kiện công an trưởng công an huyện, trưởng công an huyện Sóc Sơn ra tòa. Tuy nhiên là Tòa án Nhân dân huyện Sóc Sơn là sau khi là mình đóng án phí, tạm ứng án phí và đã có cái biên bản giao nộp tạm ứng án phí ở đây rồi, nhưng mà tòa lại không gửi thông báo thụ lý cho mình và cố tình ngâm cái vụ kiện trưởng công an huyện Sóc Sơn của mình. Thì bây giờ là mình sẽ đến đòi chị thẩm phán Nguyễn Thị Thu Hằng nhá. Chị thẩm phán Nguyễn Thị Thu Hằng là chị thụ lý cái vụ án của mình, vụ khởi kiện của mình, và chị phải trả lời cho mình biết là tại sao mà tạm ứng án phí xong rồi và mình cũng làm bản tường trình rồi mà chị không giải quyết. Mọi người chia sẻ nhá. Lúc nãy thì mình có cùng với gia đình và con gái của chị Huệ lên để yêu cầu gửi đồ và gặp mặt. Tuy nhiên đồ thì được gửi rất là hạn chế, còn gặp mặt thì là không được gặp. Ở trên này đây là phòng thư ký. Con bé vẫn không được gặp mẹ. Và vì cháu phải 15 tuổi nên là tôi đi giám hộ, đi cùng với cháu. Mọi người chia sẻ nhá. Vụ kiện trưởng công an huyện Sóc Sơn bắt giữ người trái quy định của pháp luật. Phòng anh ơi, cho em hỏi là chị Hằng thẩm phán chị đi đâu rồi? Chị Hằng thẩm phán đây, hỏi em phải hỏi luôn anh không? Anh ơi, anh cho em hỏi chị Hằng thẩm phán chị đâu rồi? Thế còn ai phụ trách hộ chị Hằng được không ạ? Vâng ạ, em cảm ơn. 311 đây. Đã xong hỏi anh Hà. Anh Hà. Chị Hà. Chị Hà. Chị Hà. Chị Hà nói thẩm phán ở bên kia đi đâu rồi? Em có cái vụ cứu nạn khởi kiện của em mà đến bây giờ là 4 tháng rồi, và em đã đăng tạm ứng án phí rồi, tuy nhiên là vẫn không có thông báo thụ lý vụ án xem ạ. Em kiện trưởng công an huyện Sóc Sơn. Và bây giờ đã quá thời hạn rồi, đáng nghĩa hôm nay là em đi với luật sư. Thế nhưng mà để em làm việc trước, còn nếu như mà không được thì mai em sẽ đi cùng với luật sư của em ạ. Dạ vâng. Thế xong rồi chị hỏi chị Hằng luôn, cho em nếu không có thì em có qua đây thì em làm việc với em. Các bạn thấy nhá, chị thẩm phán Nguyễn Thị Thu Hằng nhá, lúc thì không có ở cơ quan, lúc thì xin nghỉ, lúc thì không gặp được, lúc thì đi công tác. Và cái không biết là tôi không biết là các ông các bà làm như thế nào, nhưng mà thời hạn là để thụ lý vụ án là hết rồi. Vụ khởi kiện vụ việc của tôi là hết rồi mà các ông bà không giải quyết. Yêu cầu chị là phải liên hệ. Thế em tuy nhiên chị không liên hệ.
và bây giờ là em đến chị lại vắng thì em không có thời gian đi đi lại lại như vậy. Và đây là cái chính phủ 4.0, không phải 0.4, mà em đi xa cách đây là 150 cây để lên, nên là em phiền chị gọi cho chị Hằng và chị hỏi, chị là thư ký của chị Hằng thì chắc hồ sơ chị nắm được, và chị hỏi cho em. Và cái việc chị giải bàn giao thế nào thì tôi chị Hằng cũng không có trách nhiệm phải nói lại với tôi. Hôm nay chị đến chị cho em địa chỉ nhà chị để chị gặp em gặp trực tiếp ạ. Tôi không thể cho cung cấp địa chỉ nhà. Cái việc của các chị là cái việc làm của các chị, người dân chúng tôi không đến đây để mà ngồi chầu trực suốt ngày được. Chị ạ, tôi phải đi rất xa và tôi cũng phải nghỉ công việc của tôi để đến. Đây là lần thứ tư và tôi chỉ được gặp chị Hằng có một lần thôi. Và cái việc của chị là tôi đóng án phí rồi thì theo quy định thì chị phải gửi thông báo cho tôi 2 tháng sau khi tôi đóng án phí và tôi bàn giao cái biên bản án phí cho chị rồi. Tôi cũng viết bản tường trình rồi, tuy nhiên là chị không liên hệ với tôi. Nên là bây giờ tôi mới phải đến đây thì tôi đề nghị chị là liên hệ lại với chị Hằng và cho tôi biết kết quả ngay bây giờ. Là xem là chị bao giờ chị gửi thông báo cho tôi, chứ mai tôi lại đến hả? Hẹn ngày kia tôi lại đến, tôi không đến chầu trực nhiều được như vậy. Chị giải thích đấy là việc của chị là thư ký mà chị chỉ nói là có qua mặt hay không có mặt thì nó không thỏa đáng. Đúng không ạ? Chị biết những cái gì ạ? Chị bảo là chị chưa nói với tôi là chị biết những cái gì về cái vụ án đấy cả. Là chị trực tiếp làm hồ sơ đấy và tôi không được cầm cái hồ sơ đấy, tôi cũng không được chị giao nhiệm vụ rằng phải giao cái đấy cho chị. Chị là thư ký của chị ý thì ít ra khi mà chúng tôi đến liên hệ, nếu như mà chị đi vắng thì chị phải có trách nhiệm, chị gọi điện cho chị ý để hỏi xem tình hình như thế nào. Chứ chị đã để tôi thời gian làm đấy chưa? Thì tôi vừa mới nói là chị gọi điện cho tôi giúp tôi đã nói rồi, tôi phiền chị là chị giúp tôi. Đấy thì chị gọi giúp tôi để xem là. Thủy ạ. Có chị Thủy mà khởi kiện con Nguyễn Sơn ấy, nên xin cái thông báo thụ lý ấy. Đấy, chị bảo là chị hẹn mấy hôm rồi cũng không giao lại cho chị ý. Bây giờ chị hẹn hôm nào em. Sáng mai lên rồi. Không, sáng mai cũng không có thời gian. Chị gửi chuyển phát nhanh cho em được không ạ? Không, mình chờ lấy luôn đi, chị có điều khóa đi mà. Đúng rồi, chị cho em luôn đi. Chứ không bây giờ gửi. Chị không để chị. Thế bây giờ hướng của chị là như nào ạ? Thế xong rồi chuyển bà đồ bà làm cái ra nhé. Để em vào em trả lời cho. Chị cho em sẽ hỏi là hôm nào luôn ạ? Không, em biết rồi, nhưng mà họ cái trong cái thông báo đấy là hôm nào chị? Hôm nào thì đưa án không?
các bạn thấy chưa? Lúc thì đi ốm, lúc thì thế nọ, lúc thì kia, 4 lần tôi gặp được một lần, hôm nay là bảo ốm, mai bảo lên. Tôi không chạy theo được. Làm việc nó là phải có, nó phải đúng quy định của pháp luật. Đúng thời hạn là phải gửi cho tôi, đến bây giờ ngày nào cũng lần nào cũng bắt tôi lên, tôi đi đòi. Lúc nãy thì tôi có gửi, tôi cùng với bé Như đã lên gửi được cho chị Huệ được ít đồ quần áo, thêm ít quần áo và ít đồ ăn mua căng tin. Tôi thấy là chị, cái anh quản lý trại giam, anh ấy bảo với tôi rằng là chị được gửi tối đa một lần là 60.000, hai lần là 120.000. Đấy, thì tôi thấy là có chỗ người ta gửi cho, tôi thấy có chỗ nó ghi gửi cho 1 triệu, nhưng mà tôi không hiểu vì sao. Tôi hỏi anh ấy là quy định gửi đồ thì theo quy định nào của pháp luật, thì anh ấy bảo là thôi cứ như thế này đi, tôi hướng dẫn cho chị, còn lại là chị hỏi cái quy định làm gì cho nó rắc rối. Thế là thành ra bây giờ tôi không biết là căn cứ theo cái quy định nào mà các anh ấy cho chúng tôi gửi đồ ít như thế, người ít người nhiều. Tôi không biết, tôi thấy sự unfair, không công bằng ở đây. Nhưng mà nói chung là các anh cũng tạo điều kiện để tôi gửi được đồ, quần áo và cho chị ấy. Và có một quy định rất là quái gở, mùa này thì cũng khá là nóng, lúc nóng lúc lạnh, nhưng mà không cho gửi quần áo, của bộ quần áo cộng tay. Là có nghĩa là đến đầu gối đấy, không cho gửi vào, và yêu cầu là quy định, anh ấy bảo là quy định ở đây là không được mặc ấy, chỉ được mặc quần dài thôi, quần áo dài thôi, chết ngốt thì cũng phải chịu. Đấy. Và anh ấy, dạ, ai đây? Anh ấy cho không cho bé Như vào, tại vì hôm trước là tôi đến tôi hỏi các cái thủ tục các anh phải hướng dẫn cho tôi, thì các anh không hướng dẫn, các anh chỉ bảo là một tháng được vào thăm non ba, được vào gửi đồ 3 lần 2, 4, 6 hàng tuần buổi sáng, còn là quy định thăm non thì phải đợi các cơ quan mà tạm giữ của chị Huệ có quyết định có cho thăm gặp hay không, còn nếu như mà các ông không cho thăm gặp thì chúng ta con cái chị Huệ cũng không gặp được. Để, nhưng mà tôi hỏi theo quy định nào thì là không nói, nên tôi không biết cái điều nào để phải tham chiếu xem mà các ông có làm đúng hay sai. Và con bé không gặp được mẹ, thì tôi lên tôi đòi cái quy định của chị Huệ, cái của tôi trước đã, xong tí nữa tôi sang tôi đòi cái của chị Huệ. Tại vì là chị Huệ cũng đã khởi tố trưởng công an huyện, cũng đã kiện trưởng công an huyện Sóc Sơn ra tòa, tuy nhiên là tòa án cũng cùng thời điểm với tôi, nhưng mà tòa án chưa cho chị đóng tạm ứng án phí, cũng như là chưa gửi cái thông báo. Đây là hồ sơ của chị đưa luôn đi, tại sao là phải đến mai ạ? Vâng. Thủ lý bao giờ là 31 tháng 8. Không chị ơi, thủ lý 31 tháng 8 nhưng mà bây giờ của tôi là 21 tháng 10 rồi, nó gần quá thời hạn thủ lý rồi ạ. Thời hạn nào mà đưa ra tòa xét xử ấy chị? 2 tháng ạ? 2 tháng là 31 tháng 8 đến 31 tháng 10 mới hết đi ạ?
trong tình huống phức tạp của chị đã hẳn nhiều lắm. Cái này xong rồi chị làm chị tiếp tổng thám. Không, chị lên chị xem, chị bảo là chị mở cửa phòng ra chị lấy cho tôi. Thì là tôi ngồi đây tôi đợi. Cái việc các chị ốm các chị phải bàn giao chứ không phải người dân chúng tôi đến đây xong lại chạy về lại mai chị đau bụng hoặc là chị đau bão chị lại nghỉ ốm. Thành ra là tôi lên nếu một hai lần thì tôi cho qua, đến lần này lần thứ ba thứ tư rồi. Bốn lần tôi chỉ được gặp một lần. Thế nên tôi không đi lại lại được chị ạ. Chị làm ơn chị giúp với tôi với ạ. Đang làm đúng rồi. Thế chị với cả bác ăn cơm trưa đi, xong chiều quay lại để tôi sẽ cấp cho chị. Vâng. Tôi sẽ bảo mẹ chị. Vâng, vâng. Thế chị giúp em nhé. Vâng. Bây giờ đi, bây giờ 11 giờ rồi. Vâng. Cũng sắp đến giờ rồi, tôi phải về rồi. Vâng, thế cứ làm nào để cho em hôm nay em cầm được cái đấy về cho nó an tâm chị ạ. Hôm nay tôi sẽ ra tôi sẽ cấp cho chị cái đấy. Vâng. Vâng. Cần phải đi đòi thôi, giống như sáng nay tôi đã biết đấy, cái đơn tố cáo của chị Huệ là đánh công an huyện Sóc Sơn gửi lên là đánh công an huyện Sóc Sơn đánh chị sảy thai, đã gửi lên công an Hà Nội và thanh tra bộ công an rồi, thế nhưng mà mất 2 tháng trời thì các ông gửi cái thông báo chuyển đơn xuống. Trưởng công an huyện là Sóc Sơn về hành vi ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính sai quy định của pháp luật. Tuy nhiên là đến bây giờ là công an huyện Sóc Sơn không tòa án không chịu xử lý. Chúng tôi phải đi đòi đấy.
lên yêu cầu kiểm tra, ok. Tại vì giấy tờ ở nhà chị Huệ thì người ta đã thu giữ hết rồi, nên là chúng tôi không có, nhưng mà chúng tôi vẫn còn nhớ, tôi còn nhớ là cái ngày tôi và chị Huệ cùng lên đây nộp đơn khởi kiện. Thì vậy tôi có quyết định là có 31 tháng 8 là thụ lý vụ án của tôi, và trong vòng 2 tháng phải mang ra xét xử là đến 31 tháng 10 là hết, là buộc phải mang ra xét xử. Nhưng mà bây giờ của chị Huệ là chưa có, và tôi sẽ phải đi đòi ra chị đấy. Tất cả các công dân là không có tội cho đến khi mà có quyết định của thụ lý của vụ án của tòa án và có bản án của tòa nha. Là phòng bao nhiêu ạ? Phòng 21. 21 rồi. Cho người khác. Vậy tôi đến tôi hỏi thông tin để các con biết được
vâng, là cái vụ của chị ấy, tại sao mà chưa thụ lý mà đã tạm giữ chị như vậy, thì các chị phải chịu trách nhiệm tại trả lời cho tôi. Tôi trả lời cho chị là thứ nhất là chị ơi, có quyền lợi vì tôi là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến cái việc khởi kiện của chị. Tôi là người làm bằng chứng và có chứng kiến cái hành vi của chị hôm đấy để nó gây nên cái việc kiện cáo của chị với trưởng công an huyện Sóc Sơn bây giờ, nên là tôi được quyền biết vì nó liên quan đến tôi. Liên quan đến chị thì sẽ có cơ quan, sẽ có cơ thông báo của tòa án gọi chị đến, chị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gì đó. Thông báo của tòa án, nhưng bây giờ các chị công an huyện Sóc Sơn đang giữ chị thì làm sao mà thông báo được cho chị là bao giờ là mang vụ án của chị ra để khởi kiện, để xử lý ạ? Các anh chị không thể cấu kết với nhau để làm những cái việc vô pháp vô thiên như vậy được. Chúng tôi có kiện, mà khi mà chúng tôi kiện có nghĩa là chúng tôi xác định rằng cái hành vi của chúng tôi là không vi phạm. Nhưng mà công an huyện Sóc Sơn lại là ban hành các cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính như vậy là sai. Sai, chúng tôi mới phải kiện ra tòa. Khi chưa có bản án của tòa thì chị Huệ là vô tội. Thế bây giờ chị phải cho tôi thông tin để người nhà, để mọi người liên hệ, để làm nào để trích xuất chị ra để chị còn đi dự tòa. Thế chị Huệ còn có người thân thích gì? Chị Huệ thì có con vừa 15 tuổi ạ. Bố mẹ chị, chồng thì chị ly dị rồi. Còn bố mẹ chị thì là vừa đột quỵ. Cả bố cả mẹ? Vâng. Cả bố cả mẹ đều đột quỵ. Vâng, nên là không thể đến được, cũng chưa thể thăm con, không thể bò ra giường để thăm con. Hôm nay em đi với con bé mới có 15 tuổi. Chị xem chị tạo điều kiện cho em ấy ạ. Chị kiểm tra giúp em xem là thẩm phán nào thôi ạ. Thế bây giờ chị thấy còn anh em gì? Có con chị ở ngoài kia, em gọi cháu lên được không ạ? Con thì cháu nó đang dưới mình đã. Còn anh em thân thích gì? Anh ấy có, chị có nhưng mà đi xa hết rồi. Thì xem có anh em thân thích thì cung cấp cái thông tin, cung cấp cái tài liệu xác minh chứng tỏ là chị đang bị tạm giữ. Em có quyết định tạm giữ ạ. Đấy, nhưng phải người thân thích để cung cấp cái tài liệu đấy. Thân thích con không được cơ? Con thì cháu nó đang dưới 18 tuổi. Thế vậy là phải có anh em... Thường là hàng thực kế thứ nhất là bố mẹ, vợ chồng, con. Như con đang dưới 18 tuổi thì là sẽ hàng thực kế thứ hai là anh chị em. Anh chị em là anh chị em dâu có được không ạ? Anh chị em ruột. Không có anh chị em ruột, toàn đi nước ngoài hết rồi. Bây giờ mà gọi từ nước ngoài về không khả thi. Chị dâu à? Chỉ còn chị dâu à? Chỉ còn chị dâu ở nhà thôi ạ. Em gái cũng không có. Không chị có ạ, chị không có em gái. Thế thì bảo anh chị em dâu, người nhà, nói chung là thân thích. Vâng. Mai thế em là em dâu đây. Tòa. Chị là chị em dâu. À không phải em dâu mà em dựa em họ, em chỉ là em họ thôi. Chị không có, à có chị dâu, chị chỉ không có em gái thôi, chị có chị dâu, chị có em dâu. Vâng. Đấy thì bảo người nhà mang cái quyết định tạm giữ của công an. Không, quyết định không có chị ơi, chỉ có thông báo của có dấu đỏ thôi ạ. Ừ, để xác định là chị đang bị tạm giữ. Vâng, thế xong là chị dâu cũng được đúng không chị? Vâng, chứ con là không được hả chị? Vâng. Vâng thì tôi chỉ hỏi thế thôi, chị các anh chị cứ làm đúng theo quy định của pháp luật là được. Vâng, thế để hôm sau. Vâng. Cháu nó cũng đang cung cấp cái thông tin đấy. Bởi vì cháu thì nó lại 15 tuổi, nó chưa đủ tuổi. Thế bao nhiêu tuổi thì đủ ạ? 18 à chị? Vâng, vậy thì không được. Thôi được rồi, em rất đổi, em cảm ơn nhá. Các bạn thấy chưa? Cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chị ấy là để là một trong những cái căn cứ, là một trong những cái căn cứ để công an huyện Sóc Sơn dựa vào đấy làm quyết định truy tố chị Huệ về khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 là nó không hợp lý, tại vì là cái đấy là chị Huệ chị đang kiện ra tòa và 2 tháng rồi. Tôi nhớ là tôi nộp từ tháng 6, từ tháng 5. Nhưng mà đến bây giờ là không biết chị căn cứ vào đâu. Chị bảo là 31 tháng 8 là thụ lý, trong thời hạn 2 tháng là sẽ đưa viên tòa ra xét xử. Nhưng mà tôi nộp đơn rất là lâu rồi nhá. Tôi nộp đơn rất là lâu rồi. Nhưng tuy nhiên các bạn phải hình dung là 15 tháng 3 công an huyện Sóc Sơn tạm giữ tôi và tạm giữ tôi và xử lý vi phạm hành chính đối với tôi, thì sau đó là tôi ra một phát là tôi nộp đơn luôn. Vậy thì phải tính từ tháng 5 nhá.
phải tính từ tháng 5, tuy nhiên là các bà ấy lại bảo là tháng 8 và tôi về tôi sẽ làm việc với luật sư của tôi để xem là cái căn cứ mà 31 tháng 8 mới thụ lý vụ án là có đúng không. Và tôi sẽ dẫn người nhà đi cùng với người nhà chị Huệ lên đây để đòi đại được bằng được cái quyết định thụ lý vụ án. Ra tòa chúng ta sẽ nói chuyện với nhau là ai đúng ai sai, chứ không thể nào là giấu mé ở trong tay các ông. Các ông ban hành bao nhiêu cái mà chả được, đúng không? Các ông ban hành bao nhiêu cái cũng được, nhưng mà các ông phải để cho hệ thống luật pháp của Việt Nam nó chuẩn chỉnh. Lập pháp, hành pháp và tư pháp ở đó tách biệt nhau. Và trong cái hôm nay tôi đã đòi, tôi vừa đã gửi cho các bạn quy định của pháp, của hiến pháp, trong những cái quyền của chúng tôi ở trong hiến pháp đấy, là một người chỉ bị tội khi mà có cái bản án của tòa. Đấy, mà chúng tôi đang kiện chưa có bản án và chưa biết là họ xử, họ ra cái ban hành cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng hay sai, thì không thể gọi căn cứ vào đấy để xử, để khởi tố vụ án vì tội là đã từng gây rối ở một chỗ khác và đã từng gây rối và bị xử phạt hành chính về tội gây rối trật tự công cộng được. Và cái tội gây rối trật tự công cộng đấy thì đấy là tự họ tự nghĩ ra, tại vì trong cái văn bản mà họ... Tôi vào tôi làm việc anh ạ. Tôi vào làm việc và đây là lần thứ 3 rồi. Lần trước anh vẫn đòi, thế xong anh bảo thôi thôi. Đấy, tôi không biết là bị thịt tiền luôn. Ê, mình lại lạ chứ lại. Sao nhìn ạ? Rồi, để em ra anh rút tiền cái. Đây rồi, cứ đổ đi ra rồi tí nữa rồi. Đi vào đổ đã. Kìa xe. Họ không thể căn cứ vào là chị Huệ đã từng gây rối trật tự công cộng và bị xử phạt vì hành vi gây rối trật tự công cộng được, tại vì cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính của công an huyện Sóc Sơn nó ghi rằng là chị Huệ bị xử lý vi phạm hành chính vì là cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức nhá, hoạt động bình thường cơ quan tổ chức, và cái cơ quan tổ chức đấy là của công ty cổ phần Vietcha Cimex của Võ Nhật Thăng, thì nó không đại diện cho an ninh trật tự của cả một cái quốc gia, trừ khi nó là một cái sân sau to đùng của các ông của một cái ông tướng ông tượng nào đấy, thì nó mới là đại diện cho cả quốc gia. Khi mà chúng tôi từ chối giao dịch, từ chối trả tiền cho cái giao dịch dân sự tại đó, nên là không thể để coi cái nội dung xử phạt là gây rối cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức đồng nghĩa với việc gây rối trật tự công cộng được. Cái điều nào khoản nào nó ra khoản đấy, tội nào nó ra tội đấy. Thế chứ các ông không thể na ná nấn nấn là giống nhau là các ông ghép vào một tội được. Nếu như lúc đấy các ông ghi rằng xử phạt vi phạm hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng và phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu giống như là điều 1 khoản 1 của điều 318 luật hình sự ở Việt Nam được. Nếu như các ông ghi như vậy thì thôi, nó đã đành là chúng tôi đã từng bị xử phạt một lần vì tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên trong cái quyết định xử phạt đấy lại ghi là gây rối cản trở hoạt động bình thường cơ quan tổ chức để né cái nọ né cái chai. Thế nhưng mà tránh vỏ dưa nó lại dính vào vỏ dừa, là khi mà các ông ghi như thế để né một số thứ thì các ông thừa hiểu rồi. Thì kết quả cuối cùng bây giờ tiền rồi trả. Thì kết quả quên em không đưa cho anh đây tiền đây rồi. Thì kết quả cuối cùng ấy nó sẽ phải là xử lý về cái tội gây rối trật tự công cộng hay là gây cản trở hoạt động bình thường. Đi ăn cơm đi xong rồi chiều em phải lấy bằng được. Chiều lấy à? Nó hẹn chiều. Đầu giờ chiều lấy vậy. Nó hẹn đầu giờ chiều nó phải trả cho em cái thông báo là bao giờ thụ lý vụ án của em. Không thể mẹ. Nó phải giao bệnh liền ngày hôm nay chứ không có má chờ. Các bạn phải hình dung là tôi phải có thời gian để chuẩn bị nhá. Bây giờ nó là 21 rồi, hôm nay 21, 22 rồi mà 31 là phải hết hạn rồi. Vậy tôi còn có vài ngày nữa để chuẩn bị cho cái vụ kiện của tôi, trưởng công an huyện Sóc Sơn của tôi. Vậy thì tôi cần thời gian để nghiên cứu hồ sơ và để bào chữa cho mình cũng như việc làm việc với luật sư. Các ông bà không thể là 31 hết hạn, 30 các ông gửi thông báo thụ lý cho tôi thì bố tôi cũng không chạy được kịp với chạy theo được các ông bà. Nên là hôm nay tôi sẽ phải đòi bằng được thông báo thụ lý và mong rằng cái hôm đấy mọi người sẽ đến rất là đông đủ để chúng ta xem rằng cái việc ở đấy nó sẽ chứng minh rằng công an huyện Sóc Sơn là có bảo kê cho bên tôi bản hay không.
và cái hành vi bắt giữ người đấy là có đúng quy định của pháp luật hay không? Đúng nào. Quán hôm trước đi nữa đây cạnh nhà nghỉ đâu nhỉ? Và có đúng mình ở quán nhà hoàng gia đấy. Có quay lại đi. Có đúng quy định của pháp luật hay không? Và nếu mà không đúng thì các ông phải bồi thường danh dự, nhân phẩm cũng như là thiệt hại cho tôi, cũng như là thả ngay chị Huệ ra, vì cái hành vi đấy là vụ của chị Huệ cũng đơn thuần giống tôi thôi. Tất cả mọi người khi lên đấy đòi hỏi quyền và lợi ích hợp pháp của mình đều bị cho một cái biên bản là bị cho một cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đấy là gây rối cản trở hoạt động bình thường cơ quan tổ chức. Nếu như mà hủy cái quyết định đấy thì phải buộc phải thả ngay chị Huệ ra, vì nó không có căn cứ, nó khởi tố khoản 1 mà là không có căn cứ nhá. Không bao giờ có căn cứ ở trong 9 ngày, các ông phải thả ngay chị Huệ ra. Không thể làm liều được. Còn nếu không là cộng đồng chúng ta hãy chung tay đi, chúng ta phải bảo vệ nền luật pháp của nước nhà, không để cho những quan tham và cường quyền cũng như là công an bẩn bảo kê cho bốt bẩn trù dập và trà đạp quyền công dân của chúng ta được. Nếu như mà chị Huệ bị trà đạp thì ngày mai ngày kia đến luôn các bạn. Nên là trách nhiệm bảo vệ luật pháp của nước nhà là trách nhiệm của toàn dân. Và yêu cầu là chúng tôi mong muốn được Đảng và Nhà nước chung tay hỗ trợ chúng tôi làm những cái việc này, chỉ là vì dân vì nước thôi, chỉ đảm bảo cho là luật pháp là công bằng, không có tham nhũng, không có lợi ích nhóm. Anh gọi đi, anh cứ nghe anh gọi đi nha, để em lau sạch một tí. Không có tham nhũng, không có lợi ích nhóm trong các quyết định hành chính của các ông, để cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh thôi. Chứ đấy, tôi các bạn thấy đấy, livestream của tôi chưa bao giờ tôi nói những cái gì mà làm cho ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Nhưng mà rõ ràng là Tổng Bí thư cũng đã nói rồi, chống tham nhũng là chống tham nhũng và chống lợi ích nhóm là ta chống ta. Mà ta chống ta thì chúng ta không thể nói mềm mỏng với nhau rồi, thôi ông ơi bà ơi, ông bà đừng tham nhũng nữa. Hay vì người dân chúng tôi không có như vậy. Đấu tranh với tham nhũng là một mất một còn, một đi không trở lại đấy. Nên là các bạn và cũng mong muốn rằng những cái người còn lương tâm, những cái lãnh đạo mà tử tế của cái đất nước này, nếu như mà muốn cái dân tộc này không bị diệt vong và không muốn đất nước ngập tràn trong tham nhũng, thì hãy ủng hộ chúng tôi, hãy có những cái hành động thiết thực để bảo vệ người dân chúng tôi. Thực ra thì tôi nói là với các bạn như này, tù của chị Huệ nếu như mà nó cố cái tình, nó đuổi cùng giết tận, thì nó cũng chỉ là tù tháng, tù năm thôi, nó không phải tù cả đời. Và cũng như anh Nam trong phiên xử phúc thẩm, anh Nam đã nói rằng tù thì cũng chỉ 30 tháng thôi, không phải 30 năm mà không mà phải thụ lụy van xin để giảm án. Và cũng giống như tôi vậy thôi, tôi không bao giờ sợ tù, tại vì đối với tôi những cái hành vi của tôi là nó không cấu thành tội phạm, và đấy là những cái hoạt động chống tham nhũng cũng như là đòi quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, kể về đất đai, kể cả cái quyền đi lại tự do của người dân chúng tôi. Nếu như mà xác định là đuổi cùng giết tận thì tôi cũng chẳng ngán, tôi không ngán các bạn nhá. Còn anh chị em tôi ở trong đấy, họ tôi thấy những hành vi của họ là vì nước vì dân, và họ là những người mà cảm hóa tôi. Trước đây thì tôi không hề biết BOT nó làm cái gì cả, và tôi cũng không quan tâm đến nhân tình thế thái. Nhưng khi quyền và lợi ích của tôi bị xâm hại, là tôi bị cướp đất, cướp nhà, phá tài sản, bị tước đoạt hết những cái quyền cơ bản của tôi, và khi cả cái quyền được tự do đi lại cũng bị cướp mất, thì tôi mới bắt đầu tìm hiểu và mới hiểu được thế nào là BOT bẩn, chủ trương BOT. Trong tất cả các livestream của tôi đều rất là ủng hộ, nhưng BOT bẩn là phải diệt, không thể không diệt. Chúng ta đóng thuế là phải để được an sinh xã hội, chứ không phải để là để quan tham và lợi ích nhóm biến thuế và của chúng ta đóng vào ngân sách thành dòng sông cạn kiệt được. Còn nếu đuổi cùng giết tận, chúng tôi đối mặt, chúng tôi sẵn sàng đối mặt, nhưng mà sống vinh chết vinh còn hơn sống nhục các bạn ạ. Nếu các bạn không gồng gánh những cái trách nhiệm mà với dân với nước này, thì con cái các bạn sẽ phải gánh. Chúng ta không thể nhảy cóc được, không thể đốt cháy giai đoạn được, buộc phải chống tham nhũng, không còn cách nào khác. Và chống tham nhũng bằng cái gì thiết thực? Chính là từ chống tham nhũng từ những cái BOT mà tiền tươi thóc thật cho những quan tham. Tôi chưa được nhìn thấy chị, nhưng mà
tôi hy vọng rằng những cái giấy tờ, những cái biên bản, những cái biên bản mà ghi những cái đồ tiếp tế cho chị nhìn thấy chữ ký của cháu, chị nhìn thấy chữ ký của tôi thì chị sẽ an lòng. Tại vì là chị biết rằng tôi luôn luôn bên chị cũng như là nhiều người khác nữa. Chúng ta bằng những hành động thiết thực, tôi không nói nhiều và cũng không phải lúc để phụ lị, nhưng mà cũng như tôi nói đấy, là tôi bảo thương chị thì tôi phải nói là thương, tôi bảo nhớ thì tôi phải nói là nhớ, thương nhớ mà cũng không được viết nữa thì là tôi không chịu đâu. Còn việc thương nhớ khác với cái việc là chúng ta từ bỏ và chúng ta sợ hãi nhá. Thương càng làm cho. Thế thì đi chỗ khác. Ờ đi sang nhà kia. Đi. Làm nào cũng được, em không quan trọng. Chúng ta thương nhớ chúng ta phải thể hiện bằng hành động. Con chị còn đấy, chị còn đang ở trong tù. Chúng ta không thể nói và chúng ta cũng chẳng không thể chỉ like một cái xong comment một cái ủng hộ là đã thể hiện à chúng ta có trách nhiệm với chị rồi. Trách nhiệm còn đang đầy đây này, đang gánh trên vai tôi đây này. Nên là mong mọi người chung tay. Tôi mấy hôm nay tôi đi khắp nơi nên là tôi chưa có thời gian, chẳng có thời gian để là kinh doanh buôn bán gì cả. Cũng hy vọng là khi mà tôi đăng các sản phẩm của tôi thì mọi người có thể mọi người cần, có thể mọi người không cần, nhưng cái việc mọi người mua giúp tôi đã từng là những cái hành động thiết thực nhất, là những hành động thiết thực nhất để tôi đi đến cùng của chị Huệ. Và cũng mong rằng khi mà tòa thụ lý vụ án của tôi nhìn thấy nhiều anh chị em ở bên ngoài cùng với tôi đến tòa. Thế hỏi xem ăn cơm hay ăn lẩu anh tự quyết đi, em thế nào cũng được, hỏi mọi người đi. Tôi sẽ có nhiều người đến tòa dự phiên tòa, sự kiện trưởng công an huyện Sóc Sơn bảo kê bốc bẩn ra các quyết định trái quy định của pháp luật với tôi. Thế nha các bạn nhá. Chào. Phong Tuyến xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Hôm nay Phong Tuyến làm một cái live stream đột xuất vì hai việc. Một là việc trả lời câu hỏi của một bạn về cái sự trượt chân của ông Lê Hải An, và về cái việc cái cách giữ cái áo Hoàng Sa Trường Sa như thế này đó. Thì sẵn đây là mời Sa Huỳnh cùng tương tác. Tuyến đang ở quán bún. Đây là quán bún. Đang là bán bún. Đây là quán bún, đang bán bún.
nhưng mà vẫn quan tâm đến tình hình đất nước. Rồi đầu tiên là một số bạn có hỏi tôi rằng là cái gì cô Ngô Thứ của cho có tặng mọi người cái áo như vậy chống đường lưỡi bò và coi như là chống là bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Thì các bạn cũng lưu ý rằng khi có một kẻ nào đó, một tên phản quốc nào đó mà nó đòi tước cái áo như thế này, không? Thì mong các bạn sẽ nói với tụi an ninh là tụi hay là tụi phản quốc nó đòi tước cái áo như vậy nè, thì mình sẽ nói với tụi nó rằng là mày, tụi bay muốn tước cái áo này của tao, tụi bay muốn triệt tiêu lòng yêu nước của tao, tụi mày muốn cướp đất nước tao, phải không? Tụi bay muốn bán đất nước này, tụi bay muốn gỡ cái áo này ra khỏi người tao, phải không? Thì tụi bay phải lấy cái đầu tao xuống. Đó. Thì mình phải nói là tụi bay muốn lấy cái áo này của tao, muốn cướp cái áo này của tao, thì tụi bay phải lấy cái đầu tao xuống khỏi cổ đã, tính gì tính, không? Đó là cách mà mình sẽ phải trả lời một cách sòng phẳng thẳng thắn với bọn phản quốc bán nước, đặc biệt là thằng Đỗ Tuấn trung tá an ninh Biên Hòa. Là kêu nó là tụi mày mà phản quốc lấy cái áo này, tụi mày lấy cổ tao, lấy được cái cổ tao xuống đất, xuống khỏi đầu tao xuống khỏi cổ thì lấy được cái áo này, thấy không? Đó. Rồi. Mời sao Huỳnh ạ? Rồi bây giờ sẵn trả lời thêm cái câu hỏi của bạn Sa Huỳnh là giải thích như thế nào về việc trượt chân của ông Thứ trưởng Lê Hải An. Thì cái chữ chân ở đây á phải hiểu là chân Bộ trưởng Bộ Giáo dục, phải không? Ông là được quy gọi là cái gì? Gọi là chọn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy hoạch. Đó. Tức là cái chân này gọi là chân chức vụ. Mời sao hình nha. Rồi. Rồi mời sao hình. Alo. Thank you, chào anh. Rồi, chào Sa Huỳnh, rồi. Dạ, yeah. Chào các anh, chào các bạn. Em hỏi gì đó, tại sao trượt chân gì đó, em hỏi đi. Dạ, thì em muốn hỏi anh là chứ lý do sao mà ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục mà ông trượt chân từ tặng trên lầu 8 mà xuống tới dưới đất vậy, mà hình như cái, em nghe nói cái chiều cao của cái tường lan can đó nó tới 1m4 lận mà. Sao mà ngã xuống gì mà nó dân chúng ta ra vậy? Bây giờ á, cái chân đó nó có nhiều nghĩa lắm. Chẳng hạn như dạ. Bây giờ á, bà Tiến á, bà cái gì? Bà Bộ trưởng Y tế Tiến á, bà nói là cái chân thứ ba đó. Dạ, chân thứ ba. Cái chân thứ ba, tức là cái chân nó phải hiểu theo cái nghĩa của cái sự kiện đó. Hiểu không? Dạ. Này, dạ. Như bây giờ á, em mở một cái tiệm, em là đầu tư một cái gì đó cho tôi chân đi, tức là cho tôi một vị trí, yeah. Đúng không? Cho tôi, yeah, một vị trí, yeah. Thì trong cái một cái nhà nước chính quyền này kia đó, thì một cái chức nào đó là một cái chân,
Vậy là trên phó giám đốc, trên giám đốc hay là trên thứ trưởng hay là trên chủ tịch nước hay trên gì, trên nọ trên nọ trên kia, em hiểu chưa? Đúng không? Mà cái ông này á là ổng được quy hoạch đã vào cái chân gọi là bộ trưởng bộ giáo dục, thay cho anh nhà anh Ngọng, anh tham nhũng hối lộ nhiều quá đi, cho nên rằng là cái ông Lê Hải Châu này, Lê Hải An này là ông được gọi là quy hoạch vô cái chức gọi là bộ trưởng bộ giáo dục đó. Nhưng mà ông có làm bộ trưởng giáo dục được không, có làm được không bây giờ, còn làm được nữa không? Ngấm mẹ mất lạnh vậy. À chết rồi, đúng không? Ngấm mất lạnh. À ông chết rồi. Thì anh nói em nghe là bây giờ em muốn xin vô một trên thư ký nhưng mà em không được nhận, hay là em bị cái gì đó em không vô được trên thư ký là em mất trên thư ký gì, đúng không? Đúng không? Dạ. Thì bây giờ là ông chết rồi, mà chết là trượt chân, đúng không? Chết là trượt chân bộ giáo dục, hiểu chưa? Hiểu chưa? Ông đáng lý là ông đứng ở cái chân của ông là trên bộ trưởng bộ giáo dục, nhưng mà vì ông chết rồi cho nên là trượt chân, nên là không làm dụng, không làm bộ giáo dục được, đúng không? Đúng chưa? Hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa là gì chưa? Đó. Đúng rồi, trượt chân. Mà nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng mà trượt chân là biết rồi. Rồi vậy thoải mái chưa? Bữa nào gan bún nha. Gan bún xe bún nè, đó thấy không? Thấy không? À, quán quê mùa quán, anh dưới lề đường không có được chân bao giờ hết, đúng không? Rồi anh mà thế nào được? Anh cho em hỏi, anh có đón được đồng chí Nguyễn Phú Trọng chừng nào ông trượt chân không? ông trượt rồi mà không chết. Ông đồng chí là trượt rồi, bị trượt hôm bữa đó. Mấy năm mình làm người tư thế là trượt rồi. Rồi là đáng lý là nhưng thì thủ tướng hay là lên làm chủ tịch nước mà trượt bẻ rồi. Nhưng mà có đấy, có người là trượt chết, còn có người là trượt không chết. Hiểu không? Rồi xin chào mọi người, xin chào mọi người. Rồi bắt đầu rảnh ghé bún nha. Yeah,